Hello anh em, mình là Kiên Vô Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ giải thích cho anh em lý do và mình sẽ nói là cái bộ ổn định điện và những cái thiết bị mà mình có quảng cáo ở trên cái kênh của mình ấy, mà đợt thời gian vừa rồi đó mình có quay để test cho anh em và ship hàng cho anh em ấy. Lý do mình nói tại sao là mình sẽ độc quyền những cái món này. Thứ nhất là đây là cái chỗ làm việc của mình. Nhà mình nó chật nên là mình làm việc ở cái ghế này thôi, cũng không được hẳn gọi là cái bàn. Đó, đây là những cái dụng cụ làm việc hàng ngày của mình ở đây. Ở đây thì anh em, đây mình có rất nhiều những cái con là mình đã ghép xong rồi. Đó, đây rất nhiều anh em nhá. Đó, thì tất cả những cái con này là mình nó là rời. Ví dụ là nó rời như thế này này, những con tụ này, nó rời nhau như này thì mình sẽ phải đấu nối vào nhau. Nó hơi lòng ngoằng một tí. Đó, thì khi làm xong ấy, thì nó sẽ được sản phẩm. Đây là ví dụ như con này. Những cái linh kiện là mình lựa chọn thì nó cũng rất là ok. Đây, mình cho anh em coi. Nó cũng hơi mờ. Thì cái con này nó sẽ có cái chỉ số là 20A, 14V VDC, 10A, 120V VDC, đó, VAC. Thế thì trên cái xe Jim, xe Way, nói chung là xe máy, các loại xe máy nói chung ấy, thì cái bình ắc quy của mình, cái dòng điện của nó chỉ có 5A thôi. Mà đây mình xài hẳn cái con Zerle 20A. Đó, rất là khỏe. Anh em nhìn rõ cái số 20A không ạ? Nó hơi mờ tí anh em thông cảm, nhưng mà nói chung là không sao. Thì khi mà mình làm những cái bộ linh kiện này xong, nó sẽ được một cái sản phẩm như thế này. Đó, mình chỉ quay qua thôi, xin phép là mình không quay trực tiếp, nhưng mà những cái chân nào nó vào chân nào. Đấy, thì cái này thì anh em cũng thông cảm, làm cái gì nó phải giống nghề này. Cái gì nó phải mất học phí. Đó, thì khi làm xong nó sẽ như thế này. Thì mình vẫn còn chưa hàn tiếp dây. Đây là những cái hộp bên mình. Đó, thì nó ở trong nó rỗng, nó bé như này thôi. Rơi rồi. Thế thì khi làm xong thì mình sẽ bơm keo đầy đủ vào và dùng băng gen bó ở đầu, ở ngoài. Nên thì hình thức nó như nào thì mình đã ship cho anh em rồi nên anh em biết. Đây là mình sẽ giới thiệu qua những cái sản phẩm bên mình. Nói chung là mình làm, mình không kịp làm để mà bán anh em nhá, không kịp làm để giao cho anh em. Ở đây anh em nhìn trên đây cái con này thì anh em biết là con gì rồi. Đây là con passing này, một dây trắng, một dây vàng và hai dây đỏ đen. Đó, đây là con ổn định điện anh em nhé. Mình vừa mới kịp làm xong thôi, mới được có 3 con này, không kịp làm luôn anh em ơi. Đây thì clip hôm qua thì mình có chia sẻ với anh em, cái con này là cái con auto start engine dành cho xe dòng Yamaha, là có cái dây đen, dây vàng sọc đỏ và dây vàng đó. Bên cạnh nó thì đây là mình còn hai con mà auto start engine dành cho xe Honda ấy, thì nó có một dây xanh lá, một dây vàng sọc đỏ và một dây vàng. Cái dây này thì anh em về cứ thế lắp vào luôn, cắm vào trên xe là xong. Đó, còn nếu mà anh em mà muốn làm công tắc can thiệp thì anh em can thiệp bằng cái dây màu xanh lá này. Anh em sẽ đấu một cái công tắc vào đây, và một đầu công tắc anh em sẽ đấu vào khung như kiểu cái xe Sirius hôm qua mình có giới thiệu với anh em đó. Đó, đây là cái con này là con hazard. Con hazard này là khi mình bật đèn lên thì nó sáng bốn cái bóng xi nhan đó, hay còn gọi là đèn ưu tiên đó, đèn cảnh báo. Đó, còn đây là những cái bộ chống trộm bên mình. Đó, hình như là còn thiếu một hay hai sản phẩm nữa thì mình không nhớ lắm, bởi vì nó nhiều loại quá. Thì đây là công tắc, thì thường là mình sẽ có 3 dạng công tắc. Nhìn một dạng công tắc như thế này, lắp nhỏ gọn. Đó, hai nữa là công tắc đá bắt sinh, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua loại này. Mình không dùng cái loại như ở trên xe nữa, nó cồng kềnh, nó to, nó rất khó lắp đặt. Thì cái loại này nó nhỏ gọn, anh em chỉ khoan một cái lỗ nhỏ nữa, anh em bắt vào đi passing rất là thích anh em nhé. Và con loại công tắc như thế này nữa thì nó cũng nhỏ gọn. Đó, và một số loại công tắc thì mà mình sẽ làm nó giống như ở trên xe đó. Đó, thì đây là cái chỗ mình làm. Thì những cái con diode ở trong này thì mình sẽ dùng những con diode mà 540, có chỉ số là 540. Nó cũng hơi mờ thì mình quay ở dưới ánh đèn thì nó cũng không được sáng lắm. Đó, thì những cái con tụ đây,
xe của thằng Honda chẳng hạn đấy, nó điện ra là nó cũng thấp thôi, nhưng mà đây mình làm những cái con nguồn nó 50V hoặc 100V. Đó, đây là toàn bộ cái chỗ mình làm việc. Khi làm xong thì mình sẽ test những cái cây trợ sáng này. Ví dụ mình làm một con passing. Đấy, mình làm một con passing này thì mình sẽ test luôn ở đây. Đó, cho nên là khi mà mình làm xong mình test luôn như này thì rất là ok. Gửi cho anh em thì yên tâm tuyệt đối. Chỉ có điều là có thể là do anh em đấu sai thì nó có thể là bị cháy mạch ở trong. Đó. Ok, đây là cái clip mà mình chia sẻ cái khu vực làm việc của mình. Đó. Có rất nhiều anh em nhắn tin mà gọi điện hỏi mình ấy, thì là những cái bộ này ở trên thị trường có không? Là mình khẳng định luôn là không có anh em nhé. Đó, đây là cái chỗ mà mình làm đấy. Đó, cho nên là có những cái anh em mà thắc mắc là cái bộ này có mua thị trường có hay không, là mình khẳng định luôn là không có, chỉ có bên mình có. Và hiện tại là mình đang độc quyền những cái con này. Đó, mình xem thị trường thế nào, thì thời gian sắp tới thì mình sẽ cần thêm cái cộng tác viên bán hàng cho mình. Đó, thì một số các anh em thợ ở trong miền Nam đó, Bình Dương, Bình Phước là có đặt hàng của bên mình về và lắp cho anh em những cái bộ ổn định điện như thế này và những cái con mà làm độ chế ở trên cái xe này. Đó, thì một số các anh em thợ là có đặt về và lắp cho khách. Đó thì là nếu mà có thị trường thì chỉ có những anh em đấy là có bán thôi. Còn hiện tại là mình sản xuất và mình sẽ ship hàng trên toàn quốc cho anh em theo cái hình thức là COD, nhận hàng và thanh toán tại nhà, nó rất tiện cho anh em không phải chuyển khoản liên kết gì cả. Đó, thì như thế là nó sẽ dễ dàng cho anh em, không phức tạp. Thì mình sẽ chuyển phát theo bên là bưu điện, chuyển phát nhanh. Nếu như anh em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là Sài Gòn đó, thì mình sẽ gửi theo đường hàng không. Anh em sẽ nhận hàng trong vòng 1 đến 2 ngày, rất là nhanh anh em nhé. Đó, thì cái giá thành thì là mình sẽ báo giá trực tiếp trên từng sản phẩm, là mình sẽ báo giá là giá trần, không có phí ship anh em nhé. Tại sao mình không có nói là có phí ship? Bởi vì là ví dụ như cái con ổn định điện này mình bán hiện tại ở tại chỗ là mình bán là có 100k thôi. Mình ship vào trong thành phố Hồ Chí Minh là 45k chẳng hạn thế. Nhưng mà mình bao ship thì mình sẽ bán là 150k. Thì tự nhiên là anh em mình mua đắt. Anh em mua một sản phẩm thì không sao, nhưng anh em mua đến chục sản phẩm thì mỗi một cái nó cộng thêm một tí vào thì anh em cũng khá là tốn kém. Có những cái tỉnh mà ở gần tuyên khu vực tuyên quang của mình ship mất có 20k thôi. Nếu mà 100k cộng 20k thì là hành có 120k. Nếu mà mình bao ship thì mình sẽ bán là 150k, thì tự nhiên anh em đắt thêm 30k. Nếu như anh em mua 10 sản phẩm này thì nó sẽ là bao nhiêu, 300k. Đó, thì cái chỗ chênh lệch đắt đó. Nên là anh em cứ yên chí là mua mấy giá trần không bao ship thì anh em sẽ rẻ hơn. Cái này là mình muốn là nâng cao quyền lợi của khách hàng thôi. Còn bao ship thì đơn giản luôn, không có gì cả. Mình nâng giá sản phẩm lên, anh em làm sao mà nắm được cái giá này. Nhưng mà mình đã công bố luôn cái con này, mình bán cực chạy anh em nhé, không kịp sản xuất luôn. Đó, nhưng mà mình bán có 100k thôi. Phần đa là những cái mặt hàng bên mình thì bán rất là chạy. Đó, thì cái này thì thứ nhất là giá thành rẻ, thiết yếu, phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, phù hợp với tất cả những cái điều kiện mà anh em có thể là lương thấp lương cao đều có thể chơi được. Còn những cái bộ độ chế ví dụ như kiểu là sạc X150 hay là sạc của con Attila đó, thì cái giá thành cũng không phải là rẻ, cũng tương đối là cao. Có thể anh em rất thích nhưng anh em có thể là chưa có đủ điều kiện để mà xài những cái bộ như thế, thì anh em lắp những cái bộ như này thì quá là ok. Thì mình đã test thực tế trên những cái xe mà mình quay để cho anh em tham khảo đó, thì chất lượng điện ra rất là ok, anh em đi thoải mái không phải lo. Ok, mình là Kiên Motul, đây là cái khu vực làm việc của mình anh em nhé. Đó, cho nên là nhiều anh em mình nói là mình bán độc quyền con này, anh em cứ cho rằng là mình nói đùa. Đấy, cái clip này là mình share trực tiếp cho anh em coi là cái chỗ làm việc của mình. Nhà mình nó hơi chật nên là mình làm một góc như này thôi. Đó, mình là mình sửa chữa xe máy anh em nhé. Đây là đồ phụ tùng xe máy của mình đây. Đây là cái tủ ở trong nhà của mình đấy. Còn ở ngoài cửa hàng đấy mình bày ngoài kia. Đó, thì trong nhà này mình rất là chật, mình chỉ để như này thôi. Ok anh em.
Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái kênh của mình trong suốt thời gian qua và đã ủng hộ và mua sản phẩm hàng bên mình. Thì mình sẽ có cái hình thức là với anh em như này, mình sẽ hỗ trợ đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu tiên cho tất cả các sản phẩm này. Mình thì khẳng định luôn là những cái con mình làm như thế này á, mình đã test ở trên những cái clip trước ấy, mình có ngâm một nước nó không hỏng luôn. Mình khẳng định luôn là cực bền, không bao giờ hỏng anh em nhá. Nếu như trong trường hợp mà có hỏng mà do lỗi kỹ thuật ở trong này thì mình sẽ đổi trả bảo hành. Đó, còn nếu mà anh em mà mang về mà lắp cái mà nó hỏng luôn ấy thì phần đa là do anh em đấu sai thôi. Thì trước khi mình giao hàng thì mình bao giờ mình test, và khi mình làm xong mình đã test một lần rồi, và khi giao hàng thì mình sẽ test một lần nữa là 2 lần. Thế là quá là ok. Chỉ có do anh em có thể là đấu nhầm. Như hôm vừa rồi á, mình có một bạn là tên là Ngọc Giáng đó, thì mình có ship cho bạn ấy. Mình không nhớ địa chỉ của bạn ấy ở đâu, nhưng mà bạn ấy có đấu nhầm đến 3 lần. Cái bình ắc quy của bạn ấy bốc khói đường dây đến 3 lần mà cái con này nó cũng chết. Hôm đấy thì bạn ấy có đặt bên mình có mấy món đó, thì nó đều không chết nhá anh em nhá. Thì ở trên cái kênh Kiên Motul, ở cái trang Facebook Kiên Motul ấy, thì mình có đăng cái đấy luôn. Anh em không tin thì anh em có thể vào đấy để xem luôn, mình có đăng ở đấy. Là do người ta viết anh em nhá. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi kênh của mình.